tin chúng tôi vừa thực hiện. Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận một ca mắc mới COVID-19 là trường hợp lái xe luồng xanh phát hiện qua test nhanh tại chốt kiểm dịch. Hôm nay, ngành y tế xét nghiệm gần 2.800 trường hợp. Hiện còn 22 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị. Còn với 117.000 liều vaccine Pfizer đã về Đà Nẵng, thì dự kiến đầu tháng 11, thành phố sẽ tiếp nhận thêm hơn 162.000 liều vaccine AstraZeneca để tiến hành tiêm trả mũi 2 cho người dân. Trước nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào Đà Nẵng vẫn rất lớn, nhất là các trường hợp về từ vùng có dịch, ngành y tế sẽ tham mưu để thực hiện kế hoạch giám sát người về từ vùng có dịch và xét nghiệm định kỳ để tiếp tục sàng lọc và đánh giá nguy cơ. Sau khi Bộ Y tế hướng dẫn và tập huấn thì Đà Nẵng sẽ tiến hành tiêm vaccine cho học sinh theo thứ tự ưu tiên trẻ từ 15 đến 17 tuổi trước, rồi hạ dần độ tuổi để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường hỗ trợ triển khai ứng dụng quét mã QR code đối với các cơ sở buôn bán, kinh doanh, nhất là với cơ sở nhỏ lẻ. Sở Y tế nghiên cứu xây dựng sổ tay thông tin về phòng chống COVID-19 cơ bản nhất cho người dân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường quản lý việc mua sắm, quản lý trang thiết bị y tế, sinh phẩm phòng chống dịch. Về chính sách hỗ trợ cho người dân còn thiếu thì phải làm gấp. Dịch vụ rồi nhà hàng, cửa hàng không? Thì tôi thấy là Ủy ban cũng đã ban hành nhanh cái gói hỗ trợ thêm 37.500 người rồi. Tuy nhiên đề nghị các địa phương là một là anh nào mà phường nào á, hoặc là tổ dân phố nào mà chưa triển khai được một. Tôi biết là có số tổ chưa triển khai được một vì thống kê không đầy đủ và chờ cái nào. Thì đề nghị là làm gấp, làm sớm. Cái hai, các phường, các địa phương thì rút kinh nghiệm trong cái đợt một để đừng để sơ sót hoặc đừng để có những cái thông tin gì khác liên quan đến cái gói hỗ trợ thêm cho cái gói 2903 này nữa. Cái thứ hai là đề nghị Sở Lao động, Ủy ban Nhân thành phố cũng sớm rà soát và trình lại cái số lượng lao động tự do theo thành phần đối tượng mà đã có ý kiến á, để hỗ trợ sớm trong đợt này, chứ không thì trễ quá thì cũng mất cái tác dụng cái gói hỗ trợ đi. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý tình hình dịch vẫn đang phức tạp, nhất là ở các địa phương lân cận nên các địa phương không được chủ quan lơ là, phải tăng cường kiểm tra giám sát các trường hợp về từ vùng có dịch. Các địa phương tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các cơ sở không thực hiện việc quét mã QR code.